Chào bạn, mình là bác sĩ Ngọc và ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn 6 cách để giúp cho chúng ta có thể là kiểm soát cũng như là dự phòng cái vấn đề liên quan đến tăng huyết áp. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào 6 cách này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bản chất của cái huyết áp nó là như nào và lúc nào thì nó được xem là cái tình trạng tăng huyết áp. Chúng ta biết là cái gì? Huyết áp nó là một cái tình trạng mà áp lực của cái máu lên trên cái thành mạch của chúng ta. Và thường là chúng ta sẽ đo bằng những cái bộ huyết áp kế thủy ngân của chúng ta. Và khi mà chúng ta đo thì chúng ta sẽ thấy có những chỉ số ví dụ như là 120/80 đấy ạ. Thì cái huyết áp nó là khi mà tim của nó co bóp, tức là lúc mà nó co, hay chúng ta gọi là huyết áp tâm thu, là nó tạo ra một cái áp lực của thành mạch, nó áp lực của máu lên cái thành mạch. Và lúc này chính là cái huyết áp là 120 đấy ạ. Còn khi mà tim nó giãn ra để nó sẽ kéo máu về thì lúc này thì cái áp lực ở trên thành mạch nó sẽ là giảm xuống và chúng ta sẽ có cái huyết áp tâm trương. Và thường chúng ta sẽ có hai cái chỉ số trên một cái chỉ số đo huyết áp chúng ta như là 120/80 của chúng ta. Chúng ta bị tăng huyết áp khi mà cái chỉ số huyết áp tâm thu nó cao trên 130 và huyết áp tâm trương nó trên 90 thì lúc này chúng ta sẽ xem là những tình trạng mà tăng huyết áp. Đặc biệt là nếu như mà huyết áp tâm thu mà nó trên 180 thì lúc này nó rất là nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Bởi vì nó có thể nó làm cho tăng cái áp lực của thành mạch và dẫn đến cái tình trạng vỡ của cái thành mạch và dẫn một số những cái bệnh lý liên quan đến nhồi máu não hay là đột quỵ. Thì đấy chính là những cái vấn đề liên quan đến cái tai biến của cái huyết áp của chúng ta. Thế thì ở đây mọi người sẽ chúng ta sẽ hình dung cái huyết áp nó là như thế này. Cái trái tim của chúng ta nó giống như một cái tét nước của chúng ta ở nhà đấy ạ, ở trên tầng thượng của chúng ta. Và chúng ta sẽ có một cái đường ống nó dẫn nước đi xuống, nó giống như là các mạch máu của chúng ta. Thế thì khi mà tim bóp ấy, nó giống như là khi mà chúng ta xả nước ở trên cái tét nước đấy. Và khi mà cái áp lực của cái huyết áp, tức là cái áp lực của cái nước lên trên cái thành ống, hay chúng ta gọi là cái áp lực trên cái thành mạch của chúng ta mà nó tăng, thì có thể nó sẽ là dẫn đến cái tình trạng là bị vỡ một cái mạch máu nào đấy. Ví dụ là khi mà chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều trường hợp bị đột quỵ do tăng huyết áp, đúng không ạ? Bởi vì lúc này là cái áp lực của cái thành mạch của chúng ta ấy, nó quá căng lên. Và trong khi đó thì một số những vị trí của cái mạch máu nó bị mỏng và nó dẫn đến tình trạng là bị vỡ. Nên là chúng ta sẽ có những trường hợp mà bị nhồi máu cơ tim hay là bị đột quỵ bởi vì thế. Bởi vì đấy là do những tình trạng nó bị vỡ những cái mạch máu của chúng ta. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là sẽ có những trường hợp mà nó bị lắng động cái cholesterol trong máu ở trong những cái thành mạch của chúng ta. Và khi mà cái huyết áp cao ấy, nó sẽ là làm cho cái thành mạch nó dễ dàng nó bị tổn thương. Và sau đó thì dần dần nó sẽ là lắng động và nó bị bít tắc ở những cái thành mạch đấy. Và khi mà nó bị bít tắc ở những cái thành mạch đấy ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái cục máu đông. Và những cục máu đông đấy nó có thể nó di chuyển lên tất cả những cái hệ cơ quan của chúng ta. Khi mà nó di chuyển lên não, nó dẫn đến tình trạng là nhồi máu não. Di chuyển ở vị trí những cái động mạch nuôi tim thì nó dẫn đến tình trạng là nhồi máu cơ tim. Nó có thể là đến những cái cơ quan khác như là thận hay là đầu chi hay là ở chân của chúng ta. Và dẫn đến cái tình trạng như là bị hoại tử do bị thiếu máu nuôi dưỡng. Và đấy chính là những cái tai biến mà có thể gặp phải do cái tình trạng tăng huyết áp. Bởi vì thế mà người ta thường hay nói là cái tăng huyết áp nó là một cái tình trạng bệnh lý nó giống như là một kẻ giết người thầm lặng ấy. Bởi vì tại cái thời điểm thì chúng ta thường là thấy nó rất là ít khi có triệu chứng, cho đến khi nó có triệu chứng thì lúc này là đã dẫn đến tình trạng nặng rồi. Nên cái việc mà chúng ta kiểm soát huyết áp nó là một trong những cái rất là quan trọng của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta muốn kiểm soát được cái huyết áp ấy, chúng ta sẽ phải xem là cái huyết áp nó do những cái nguyên nhân nào nó tạo ra cái huyết áp tăng như thế. Thế thì chúng ta sẽ hình dung nhỉ, huyết áp nó là cái áp lực ở trong cái máu nó tạo ra trên cái thành mạch của chúng ta. Thế thì huyết áp nó tăng khi mà cái quả tim nó bóp rất là nhiều máu đi ra ngoài thì nó làm cho cái huyết áp nó tăng, hay là cái áp lực trên thành mạch của nó tăng. Nó giống như là khi mà chúng ta ở trên cái tét nước mà chúng ta xả rất là nhiều nước thì chúng ta sẽ thấy là cái vòi nước nó sẽ là căng rất là mạnh, đúng không ạ? Thì đấy cũng giống như là cái trái tim của chúng ta như thế. Bởi vì thế mà mọi người sẽ thấy là sau khi mà chúng ta chạy tập, chúng ta tập thể dục này, chúng ta chạy nhanh này, và chúng ta thấy là cái nhịp tim của chúng ta nó đập rất là nhanh. Thì khi mà tim của chúng ta đập rất là nhanh như thế thì lúc này cái áp lực ở trong thành mạch nó cũng rất là cao, và lúc đấy thì huyết áp nó cũng sẽ là tăng lên. Nên là khi mà chúng ta nhịp tim nó tăng nhanh thì làm cho huyết áp nó tăng. Và cái đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên đó là ở cái nhịp tim của chúng ta, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái huyết áp của chúng ta. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là nó liên quan đến cái thành mạch của chúng ta. Cái huyết áp nó là do cái áp lực của máu tạo ra trên cái thành mạch. Ví dụ như bình thường một cái mạch máu ấy, cái mạch máu của chúng ta nó sẽ có sự co giãn. Và nếu như mà cái mạch máu nó co giãn tốt thì nó sẽ làm cho huyết áp của chúng ta sẽ được giảm xuống. Tuy nhiên thì khi mà cái áp lực của cái nước ở trong cái huyết áp của áp lực của máu từ tim nó bóp, hay là giống như là cái áp lực từ cái tét nước nó xả nước xuống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà cái ống nó lớn
thì nó sẽ là chảy bình thường đúng không ạ? Nhưng nếu như mà cái ống nó bé thì có phải nó sẽ là làm cho cái áp lực trên cái thành ống nó sẽ tăng lên đúng không ạ? Và đây cái nguyên nhân thứ hai nó làm cho huyết áp nó tăng là gì? Đó là cái thành mạch nó sẽ là bị hẹp lại, thì nó sẽ là làm cho cái huyết áp nó tăng. À, ở đây cái thành mạch nó hẹp là do gì? Đó là cho chúng ta sẽ có một số những cái bệnh lý như là tăng cholesterol trong máu, hay là chúng ta gọi là những bệnh mỡ máu đấy ạ. Và khi mà cái lượng mà cholesterol trong máu nó tăng lên thì nó sẽ lắng đọng ở trên những cái thành mạch. Và khi mà nó lắng đọng trên thành mạch ấy thì nó làm cho cái cholesterol nó sẽ tăng dần và cái thành mạch bắt đầu nó sẽ hẹp dần. Và khi cái thành mạch nó hẹp dần ấy thì cũng một cái cung lượng do tim nó bóp như thế, nhưng nó đi qua một cái thành mạch hẹp thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực lên trên cái mạch máu đấy và nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị tăng huyết áp. Thế thì cái nguyên nhân mà chúng ta tăng huyết áp thứ hai đó là gì? Đó là do cái thành mạch nó bị hẹp do cái việc mà lắng đọng cholesterol ở trong máu của chúng ta. Cái nguyên nhân thứ ba mà nó làm cho chúng ta bị tăng huyết áp nữa là gì? Đó là do cái lượng máu ở trong cơ thể chúng ta nó nhiều hơn bình thường. Nó giống như là bình thường nếu như mà cái lượng nước từ trên tét nước nó chảy xuống mà nó lượng nước nó ít thì không sao, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái lượng nước rất là lớn thì nó sẽ tạo ra chúng ta cái áp lực ở trong cái ống đấy nó cũng sẽ là cao. Thế thì ở đây trong cơ thể chúng ta bình thường cái lượng máu ở trong cơ thể chúng ta nó đâu đấy tầm khoảng 6 lít trên một cái cơ thể của chúng ta. À, và thường thì khi mà cái lượng máu nó mất đi ấy thì nếu như mà nó quá 10% cái lượng máu của chúng ta ấy, thì lúc này nó sẽ dẫn đến tình trạng mà nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Tức là nó sẽ là đâu đấy tầm 600ml, nếu như mà quá cái lượng đấy thì nó sẽ là ảnh hưởng. Nên là bởi vì thế mà chúng ta sẽ tùy vào cái cân nặng chúng ta mà khi mà chúng ta đi hiến máu đúng không ạ? Chúng ta có thể là hiến tầm khoảng cỡ 250, 350, 450. Nhưng mà không bao giờ chúng ta hiến quá con số đấy, bởi vì khi mà chúng ta hiến quá con số đấy nó có thể ảnh hưởng đến quá 10% cái thể tích máu của chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Đó là cái thể tích máu nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái huyết áp của chúng ta. À, bởi vì thế mà chúng ta sẽ thấy có những trường hợp mà chúng ta bị vỡ mạch máu và nó làm cho huyết áp nó tụt đúng không ạ? Bởi vì lúc này cái lượng máu nó sẽ bị chảy, nó bị mất máu và cái huyết áp nó tụt. Hay là có một số những cái mà chúng ta sẽ phải lưu ý ở đây là gì? Đó là rất là nhiều người chúng ta có thói quen là có cái vấn đề gì là chúng ta cứ lấy ra là chúng ta truyền. Và chúng ta truyền nước muối, chúng ta truyền nước biển vào đúng không ạ? Và khi mà chúng ta truyền vào ấy thì nó sẽ tạo ra một cái lượng nước nó sẽ là đi vào trong máu chúng ta và có thể nó sẽ làm cho huyết áp chúng ta dễ bị tăng lên. Đấy chính là một trong những cái mà chúng ta sẽ cần kiểm tra huyết áp trước khi mà chúng ta truyền, bởi vì thế, bởi vì nó sẽ làm cho huyết áp chúng ta tăng, bởi vì cái lượng mà chúng ta dịch truyền nó vào ở trong cái thành mạch nó làm tăng cái lượng đấy. Và chúng ta sẽ có một số những cái nữa như là cái thói quen mà liên quan cái ăn mặn của chúng ta đúng không ạ? Khi mà chúng ta ăn mặn hay là chứa nhiều natri thì nó sẽ là giữ nước. Và khi nó giữ nước ấy, thì nó cũng sẽ làm tăng huyết áp. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ có những cái thói quen như là hạn chế ăn mặn bởi vì thế. Thế thì đấy chính là cái nguyên nhân nó cũng sẽ là làm cho chúng ta dễ bị tăng huyết áp. Và cái nguyên nhân cuối cùng đó là liên quan đến cái độ nhớt của máu của chúng ta. Chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ dễ hiểu như thế này. Đó là khi mà máu nó đặc hơn thì nó sẽ là dễ tạo ra cái áp lực trên cái thành mạch nó sẽ là cao hơn. Tức là so với những trường hợp mà máu mà chúng ta loãng. Thế thì ở đây nó sẽ liên quan đến những cái protein hay là những cái lipid ở trong máu. Nó sẽ làm cho chúng ta dẫn đến cái tình trạng là cái độ nhớt của máu nó sẽ là cao hay là nó thấp. Thế chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại nha. Bốn cái thứ nó làm cho chúng ta bị tăng huyết áp ở đây là gì? Thứ nhất đó là liên quan đến cái cung lượng tim của chúng ta. Đó là do cái tim nó bóp mạnh, nó đẩy nhiều thì nó sẽ làm cho cái tăng huyết áp. Cái thứ hai đó là do cái thành mạch nó bị hẹp, hoặc là cái việc mà co giãn của nó sẽ kém thì nó cũng sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta. Cái thứ ba đó là liên quan đến cái lượng máu ở trong cơ thể của chúng ta nó nhiều thì nó cũng có thể nó làm tăng cái huyết áp của chúng ta. Và cái thứ tư đó là liên quan đến cái độ nhớt của máu thì nó cũng sẽ làm tăng huyết áp. Và từ những cái đấy, khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đấy rồi đúng không ạ, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta cần làm cách gì để mà có thể là giảm cái huyết áp của chúng ta. Có rất là nhiều người bảo là nghe từ nãy đến giờ cuối cùng mà chả biết được cái gì cả. I'll have to ask my accountant about that. Thế thì ở đây tại sao bác sĩ Ngọc cần phải giải thích rất là kỹ như thế này? Bởi vì rất là nhiều người, chẳng hạn như khi mà chúng ta đi đến thăm khám và được một bác sĩ bảo chúng ta là gì? Đó là bị cao huyết áp đúng không? Thì không được ăn mặn. Thế thì tuy nhiên thì nhiều khi chúng ta cũng không hiểu được cái điều đấy. Và nên là bác sĩ Ngọc sẽ phải cố gắng làm sao mà giải thích cho chúng ta một cách cặn kẽ nhất, để làm sao chúng ta hiểu được đấy chính là lý do mà tại sao chúng ta không ăn muối. Có rất là nhiều người bảo là ông này ông nói tào lao từ đầu đến cuối chả được cái gì cả, và cuối cùng chốt lại có mỗi cái là không được ăn mặn. Thì nói luôn đi, không ăn mặn.
Nhưng mà thực tế là chúng ta sẽ phải cần có một cái quá trình như thế để mà chúng ta hiểu được bản chất của nó. Để khi mà chúng ta hiểu được rồi ấy, thì chúng ta mới có cái để mà chúng ta dự phòng. Chúng ta hiểu thì chúng ta mới làm theo. Rất là nhiều người chúng ta nghe bác sĩ, chúng ta tư vấn bởi vì người ta không có thời gian. Nên là người ta tư vấn cho chúng ta như thế, không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Nhưng mà chúng ta không biết tại sao cả. Và sau đó thì về chúng ta cũng không làm theo được cái đấy. Nên là đấy chính là lý do mà tại sao bác sĩ Ngọc cố gắng làm để mà giúp cho mọi người có thể là hiểu được cặn kẽ. Có rất là nhiều người người ta không nghe được đến những cái đoạn như thế này. Thường là mọi người vào mọi người nghe được có mỗi đoạn đầu thôi và chúng ta không hiểu, không thấy được cái điều gì cả. Rất là ít người có thể là xem một cái video mà đến tại cái thời điểm hiện tại. Thì đấy là những cái người mà nếu như mà chúng ta nghe được đến đây thì ở đoạn sau chúng ta bắt đầu chúng ta mới đi vào là 6 cách chúng ta cần làm như thế nào. Và nếu như mà các bạn xem được đến đoạn này, các bạn là một trong những người mà hiếm ở trên những cái kênh của bác sĩ Ngọc. Và nếu như mà các bạn đang xem lại đây, chúng ta có thể là giúp bác sĩ Ngọc cái, chúng ta sẽ dừng cái video lại, xem là chúng ta xem đến phút thứ bao nhiêu. Và chúng ta sẽ comment cái số phút mà mọi người đang xem hết ở cái video này. Và nếu như các bạn xem hết video, chúng ta cũng có thể là comment cái xem hết, để bác sĩ Ngọc sẽ xem là cái số lượng người mà chúng ta xem hết cỡ cái video này nó có nhiều hay không, để lần sau biết thì có thể sẽ là nói gọn lại một chút. Tuy nếu như mà chúng ta mà xem nhiều người xem đến cái đoạn này thì mình sẽ cố gắng giải thích thật là cặn kẽ cho mọi người để mà chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta hiểu hơn. Rồi, thế thì khi mà chúng ta hiểu được toàn bộ cái nguyên lý đấy rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta mới xem là cần làm cái gì. Thế chúng ta sẽ có những cái là đầu tiên nó liên quan đến cái mà việc là tăng huyết áp, nó là do cái thành mạch đúng không ạ? Cái thành mạch mà nó bị hẹp nó làm tăng huyết áp. Và cái thành mạch nó hẹp là do gì? Đó là do bị lắng đọng cholesterol ở trong máu của chúng ta. Cái thành mạch nó lắng đọng cholesterol trong máu và nó làm cho cái thành mạch nó hẹp. Thế thì cái điều đầu cái gì nó làm cho cái cholesterol trong máu nó bị lắng đọng? Đó là những cái chất béo chuyển hóa. Khi mà chúng ta ăn nhiều những cái chất béo chuyển hóa, nó sẽ làm cho cholesterol nó bị lắng đọng ở trong thành mạch và dễ làm cho cái việc mà bị tăng huyết áp. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm là gì? Hạn chế ăn những cái chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa ở đây là gì? Đó là những cái đồ chiên rán của chúng ta. Những cái đồ chiên rán chúng ta sẽ hạn chế. Những cái đồ mà thực phẩm dạng đóng gói ấy, thì đấy cũng là những cái chất chuyển hóa rất là nhiều ở trong đấy. Thì chúng ta cũng nên là hạn chế. Như là những đồ ăn nhanh này, những cái đồ chiên rán này, những cái đồ đóng hộp này. Thì đấy là những cái mà nó sẽ chứa rất là nhiều chất béo chuyển hóa. Và nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị lắng đọng cholesterol trong máu. Và làm cho dễ bị tăng huyết áp. Thì đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải làm. Cái điều thứ hai nữa là gì? Là khi mà chúng ta nói về mỡ máu ấy, thì ở đây nó sẽ là có hai loại, đó là cái cholesterol tốt và cholesterol xấu. Ở đây bác sĩ Ngọc sẽ làm thêm một cái video để nói sâu hơn về cái này, để giúp cho chúng ta hiểu hơn cái chỗ cholesterol như này. Thế thì khi mà chúng ta ăn vào ấy, thì chúng ta sẽ cần bổ sung những cái cholesterol tốt và hạn chế những cái cholesterol mà xấu. Thế thì những cái mà cholesterol xấu nó sẽ là chứa nhiều ở đâu? Đó là nó chứa nhiều ở trong những cái nội tạng của động vật. Bởi vì thế mà chúng ta thường là hạn chế ăn cái phủ tạng, nội tạng của động vật. Cái thứ hai, nó sẽ là chứa nhiều ở trong những cái thịt đỏ ấy và trong da ấy. Ví dụ như là trong gà thì nó sẽ chứa nhiều trong cái da gà. Và một số những cái thịt đỏ nó cũng chứa rất là nhiều cholesterol xấu. Nó làm cho cái việc mà dễ lắng đọng cái cholesterol ở trong máu của chúng ta. Và thay vì những cái thực phẩm đấy thì chúng ta nên ăn nhiều rau hơn, nhiều hoa quả và ăn nhiều cá. Ở đây thì chúng ta có thể là chuyển cái dạng từ thịt đỏ sang thịt trắng thì nó sẽ là giúp cho chúng ta hạn chế được những cái cholesterol xấu, đặc biệt là ở trong những cái cá ấy, nó có chứa rất là nhiều cái omega 3. Và omega 3 là một trong những cái thành phần nó giúp cho chúng ta tăng cái cholesterol tốt ở trong cơ thể chúng ta cũng như là giảm cái cholesterol xấu. Nên là chúng ta sẽ có những cái viên bổ sung omega 3 bởi vì thế. Còn nếu như mà chúng ta ăn đủ ở trong cá nó rất là nhiều những cái omega 3 như thế, hay là chúng ta gọi là dầu gan cá đấy, thì đấy là cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải làm để mà kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta. Cái điều thứ ba nữa là gì? Đó là lúc nãy ở trong cái phần nguyên lý mà bác sĩ Ngọc có nói là gì? Đó là một trong những nguyên nhân nó làm tăng huyết áp là gì? Đó là nó lượng cái lượng thể tích máu nó tăng quá nhiều, nó cũng sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta. Và một trong những cái nguyên nhân làm tăng cái thể tích máu của chúng ta là gì? Đó là ăn mặn. Bởi vì cái natri ở trong muối ấy, thì nó sẽ giữ nước. Và khi mà chúng ta ăn mặn thì nó làm cho nước nó sẽ được giữ lại ở trong cơ thể chúng ta. Nó giữ lại ở trong thành mạch và lúc này cái lượng máu ở trong đấy nó rất là lớn. Và nó cũng sẽ là làm cho chúng ta tăng huyết áp. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ phải hạn chế muối bởi vì thế. Hạn chế muối, gần như tốt nhất là những người mà tăng huyết áp thì tốt nhất là không nên ăn muối. Bởi vì nó sẽ là một trong những nguyên nhân rất là lớn làm cho cái huyết áp của chúng ta nó bị tăng.
Thì không chỉ là ăn muối hay là đặc biệt là trong một số những cái thực phẩm mà chế biến sẵn ấy, thì cũng người ta thường là cho muối ở trong đấy rồi, thì chúng ta cũng nên là hạn chế những cái đấy. Thế thì đấy là cái điều thứ ba mà chúng ta lưu ý để mà kiểm soát cái huyết áp của chúng ta. Cái thứ tư nữa là gì? Đó là liên quan đến cái tập thể dục. Thường là chúng ta thường được hay tư vấn là cần phải ăn rau xanh này, hạn chế thịt này, tập luyện thể dục này. Nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại phải tập thể dục. Thế thì ở đây mọi người sẽ nên nhớ, ở chúng ta sẽ phải cần thể dục để làm gì? Để làm cho tim của chúng ta nó sẽ được khỏe lên. Cái lúc mà chúng ta tập thể dục nó làm cho tim của chúng ta nó sẽ là khỏe. Và chúng ta đã có những cái bài tập mọi người thường nghe đến, những cái bài tập nó gọi là cardio đúng không ạ? Đấy là những cái bài tập làm cho tim của chúng ta khỏe. Và khi mà tim chúng ta khỏe ấy, mọi người sẽ để ý những người mà tim khỏe thì cái số nhịp tim nó sẽ là thấp hơn so với những người mà bình thường. Người mà tim khỏe ấy, thì cái số nhịp trên 1 phút ấy, nó sẽ là thấp hơn. Bởi vì cùng một cái nhịp tim như thế thì cái lượng máu nó sẽ được đẩy nhiều hơn và nó sẽ kiểm soát cái nhịp tim của chúng ta. Và một số những cái bài tập cardio chẳng hạn như là chúng ta tập aerobic này, chúng ta có thể là đi bộ này, chúng ta có thể là chạy này, chúng ta có thể là nhảy dây này, thì đấy chính là những bài tập cardio của chúng ta. Mọi người có thể là tập những bài tập như thế, tuy nhiên thì tại thời điểm hiện tại nếu như mà dịch ấy thì có cái gì thì tập cái đấy thôi, chứ cũng không thể nào mà chạy hay là chúng ta đi bộ ở ngoài được. Thì tại thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao cho 30 phút toát mồ hôi mỗi ngày là ok rồi. Thì nó không chỉ ở cái vấn đề liên quan đến tim mạch mà nó còn cả những cái sức đề kháng và cơ thể của chúng ta nữa. Thì đấy chính là cái yếu tố thứ tư mà bác sĩ Ngọc muốn nói cho mọi người, đó là liên quan đến cái tập thể dục để chúng ta có thể là kiểm soát được cái huyết áp. Cái thứ năm ở đây là gì? Đó là một số những cái thói quen mà trước đấy là chúng ta nên bỏ, chẳng hạn như là hút thuốc, uống rượu hay là uống cà phê. Ở trong cái thuốc lá nó có những cái thành phần như là nicotine, và chính là những cái thành phần đấy nó sẽ làm cho tổn thương ở trên cái thành mạch của chúng ta. Và khi nó tổn thương như thế thì nó sẽ dễ bị lắng đọng cái cholesterol và làm tăng huyết áp của chúng ta. Bởi vì thế là chúng ta tuyệt đối chúng ta không hút thuốc, kể cả hút thuốc lá thụ động, tức là ngửi khói thuốc, nó vẫn bị ở những cái trường hợp như thế. Hay là hạn chế uống rượu, bia, bởi vì trong nó có rượu chứa rất là nhiều cồn và nó sẽ làm cho chúng ta bị ngậm nước đúng không ạ? Thường chúng ta uống bia, uống rượu xong về chúng ta rất là khát nước. Thì đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân nó làm cho chúng ta bị tăng huyết áp. Một cái nữa đó là liên quan đến những cái chất kích thích, trà hay là cà phê, nó cũng sẽ làm cho chúng ta bị tăng huyết áp. Bởi vì thế mà nếu như mà ai mà đi tiêm vaccine tại thời điểm hiện tại thì không nên uống cà phê trước đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta uống cà phê nó làm cho chúng ta bị tăng huyết áp lúc cái thời điểm mà chúng ta bị tiêm vaccine. Nên là những người mà chúng ta bị tăng huyết áp thì cũng hạn chế cái việc mà uống trà cà phê nhiều, bởi vì nó sẽ là làm cho chúng ta bị tăng huyết áp. Và cái cuối cùng, đấy là cái thứ 6. Thì lúc này, nếu như mà những cái từ nãy đến giờ mà bác sĩ Ngọc chia sẻ cho mọi người, chúng ta làm mà nó không kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta, thì lúc này chúng ta cần có đến sự giúp đỡ của y tế. Đấy là chúng ta sẽ có những cái thuốc để mà kiểm soát cái huyết áp. Thì ở đây những cái thuốc để kiểm soát huyết áp, chúng ta có rất là nhiều những cái nhóm thuốc để kiểm soát huyết áp. Chẳng hạn như người ta có thể là dùng những cái thuốc mà chẹn beta, thì thường nó sẽ là làm cho giảm cái nhịp tim của chúng ta để mà giảm huyết áp. Hay là có những cái thuốc mà để mà làm giãn mạch. Mọi người sẽ để ý những người mà bị cao huyết áp thì thường người ta sẽ có những cái viên ngậm dưới lưỡi đấy. Thì đấy là những cái thuốc mà liên quan đến cái việc mà giãn mạch. Và khi mạch máu nó giãn ra thì huyết áp nó cũng sẽ là giảm xuống. Hay là chúng ta sẽ có những cái thuốc mà để mà làm lợi tiểu, tức là nó làm cho giải phóng, làm cho đào thải cái natri ở trong máu nhiều. Và lúc mà nó đào thải thì nó làm cho thoát được cái nước ra nhiều hơn và nó cũng sẽ làm giảm cái huyết áp của chúng ta. Thì ở cái mục cuối cùng này ấy, thì bác sĩ sẽ không nói sâu ở cái chỗ này và cũng sẽ không nói tên một cái thuốc nào cả. Mà cái này chúng ta sẽ phải cần có sự thăm khám để mà tư vấn của bác sĩ. Ở trong cái video này thì bác sĩ Ngọc muốn nói sâu cho chúng ta, đó là những cái thói quen của chúng ta, ăn uống và tập luyện thể dục. Đấy là những cái mà nó sẽ quyết định làm sao mà chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ dự phòng không để cho tăng huyết áp. Và khi mà chúng ta có những bệnh lý huyết áp rồi thì chúng ta cũng không để cho nó có những cái lúc mà huyết áp nó cao quá mức, bởi vì lúc đấy thì nó làm cho chúng ta dễ bị tai biến do cái huyết áp của chúng ta. Thế thì hy vọng là sau cái khi mà chúng ta xem được cái video này thì chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của cái việc mà tăng huyết áp là như nào, để mà chúng ta có những cái thói quen dự phòng không để cho cái tình trạng này nó sẽ là diễn ra. Ok, các bạn có bất kể những cái câu hỏi nào hoặc các bạn muốn bác sĩ Ngọc chia sẻ thêm về những chủ đề gì, các bạn cũng có thể là comment xuống cái video này. Sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ làm những cái video tương tự như thế này để có thể là giải thích cho các bạn có thể hiểu được một cách cặn kẽ nhất, để mà chúng ta có được một lối sống làm sao mà tốt nhất.
Nếu như mà chúng ta thấy cái video này hay, có thể là chia sẻ cái video này để cho nhiều người chúng ta sẽ biết được những nội dung này. Hoặc các bạn cũng có thể là tag tên bố mẹ hoặc là anh em bạn bè của mình, những người mà đang có những cái vấn đề liên quan đến huyết áp vào, để cho người ta có thể là xem được những cái video này. Sau đó thì người ta sẽ có những cái thói quen tốt hơn. Ok, hết rồi. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.